Đường đi 1.800 tỷ đồng Phạm Công Danh vai Trần B ra sao? Nợ BIDV 1.700 tỷ cần tất toán. Phạm Công Danh hỏi mượn Trần B số tiền 1.800 tỷ đồng và được đồng ý. Sai phạm này khiến nguyên chủ tịch Sacombank cùng nhiều người bị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 đang thụ lý điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank, TP Bank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 25 bị can, bắt tạm giam 16 người tại 4 ngân hàng nói trên. Trong số 16 người bị bắt tạm giam có ông Trần B, nguyên chủ tịch Sacombank, và ông Phan Huy Khang, tổng giám đốc Sacombank. Ngày 1 tháng 8, nơi ở của hai người này bị lực lượng chức năng khám xét. Họ bị cơ quan điều tra khởi tố vì nghi ngờ có sai phạm liên quan đến việc cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng năm 2013. Theo nội dung kết luận điều tra của Bộ Công an, năm 2013, Phạm Công Danh cần vay 1.800 tỷ đồng của Sacombank nhằm tất toán khoản vay 1.700 tỷ đồng cho BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 2 quận Nhất. Trước đó, ngày 27 tháng 2 năm 2012, Phạm Công Danh có giấy đề nghị vay 2.000 tỷ đồng gửi BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 2 quận Nhất, kèm theo là những giấy tờ liên quan như phương án vay, hồ sơ vay. Tài sản thế chấp trong hồ sơ vay gồm 5 lô đất tại dự án khu phức hợp, thương mại và dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. Cả 5 lô đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho 5 công ty do nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng làm chủ. Sau khi thẩm định, BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 2 đồng ý cho vay 1.700 tỷ đồng. Quyết định này được trình lên Hội đồng Quản trị BIDV. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2012, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV ra quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với dự án nói trên. Đến ngày 6 tháng 4 năm 2012, ông Đoàn Ánh Sáng, Giám đốc BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 2, ký hợp đồng tín dụng cho Phạm Công Danh vay số tiền 1.700 tỷ đồng. Thời hạn vay của hợp đồng này kéo dài đến cuối năm 2012. 3 ngày sau khi được ký duyệt, Phạm Công Danh bắt đầu lập bản kê rút vốn, nhận vợ vay. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 2 phê duyệt và giải ngân số tiền 1.700 tỷ đồng. Ông Danh sau khi nhận tiền đã chuyển cho Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Ngân hàng Đại Dương, Oceanbank 650 tỷ đồng. Tiếp đó, 135 tỷ đồng được Phạm Công Danh trả nợ cho Agribank, chi nhánh Láng Hạ. Số tiền còn lại, Phạm Công Danh chuyển cho rất nhiều người, từ khoảng vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Trong khoản tiền đó, Phạm Công Danh có chuyển 10 tỷ đồng cho Phạm Thị Trang, tức Trang Phố Núi. Sau khi được giải ngân 1.700 tỷ đồng, gần 10 ngày sau, Phạm Công Danh gửi vào BIDV chi nhánh Hải Vân, thành phố Đà Nẵng 1.000 tỷ đồng. Phạm Công Danh mong muốn ông Nguyễn Thanh Dũng, đại diện BIDV chi nhánh Hải Vân, xem xét cho vay với lãi suất cạnh tranh trên cơ sở gửi tiền đối ứng. Thế nhưng hai bên không hề thực hiện thỏa thuận này. Cùng ngày, một công ty do Phạm Công Danh sở hữu đã có giấy tờ đề nghị vay 1.000 tỷ đồng, kèm theo đó là phương án vay vốn trả nợ, và chỉ trong 4 ngày sau, BIDV chi nhánh Hải Vân ký hợp đồng tín dụng. Tài sản Phạm Công Danh thế chấp tại BIDV là hai lô đất hơn 10.000 m2 tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. Khi đáo hạn, Phạm Công Danh không có khả năng trả nợ cho BIDV nên vay của Sacombank số tiền 1.800 tỷ đồng. Cả 6 công ty ma đứng ra vay nợ đều của Danh, tài sản thế chấp là khoản tiền 1.850 tỷ đồng gửi lên ngân hàng của Ngân hàng Xây dựng. Cuối cùng, cả 6 công ty này không thể trả nợ cho Sacombank. Số tiền gửi liên ngân hàng của Ngân hàng Xây dựng sau đó bị Sacombank tự động thu hồi nợ gốc. Cơ quan điều tra kết luận Sacombank xem xét quyết định cho vay khi chưa thẩm định nguồn vốn tự do của các công ty vay, cùng với đó nguồn trả nợ vay để xác định tính khả thi, hiệu quả phương án vay và khả năng tất toán của khách hàng là chưa đủ điều kiện cho vay theo quy định. Ông Trầm B bị bắt,
cựu lãnh đạo ngân hàng Sacombank Trần B bị cho là có sai phạm, tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 1 tháng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng C46, Bộ Công an, bắt giam ông Trần B, 58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo buộc cùng hành vi, nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên tổng giám đốc Sacombank, ông Phan Huy Khang cũng bị bắt giam 4 tháng. Nhà chức trách đang khám xét nơi ở và làm việc trước đây của hai nghi phạm tại Sài Gòn. Động thái này được Bộ Công an đưa ra trong tiến trình điều tra giai đoạn 2 của đại án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Thiên Thanh gây thất thoát tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng. Cũng liên quan đến ông Danh, hôm qua Bộ Công an khởi tố Phạm Thị Trang, tức Trang Phố Núi, 43 tuổi, với cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền của nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Theo điều tra ban đầu, ông Trầm B cùng hàng loạt cán bộ của Sacombank đã cố tình lách quy định giúp ông Danh vay tiền của nhà băng, cụ thể vào tháng 4 năm 2013 để có tiền trả các khoản vay trước đó tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV. Ông Danh cùng dàn lãnh đạo cấp dưới đến gặp ông Trầm B đề nghị vay 1.800 tỷ đồng. Biết ông Danh không thể trực tiếp vay tiền của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, ông B đồng ý cho vay với tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tại Sacombank và giao cho cấp dưới Phan Huy Khang triển khai. Ông Danh sau đó phân công Phan Thành Mai, Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, Mai Hữu Khương, 34 tuổi, thành viên Hội đồng Quản trị, chuẩn bị tiền, đảm bảo và làm 6 bộ hồ sơ pháp nhân cho 6 công ty do ông Danh thành lập để vay khống theo phương án kinh doanh bất động sản. Giám đốc các công ty này hầu hết là nhân viên bảo vệ, tài xế của Tập đoàn Thiên Thanh được thuê đứng tên. Số tiền này ông Danh trả nợ cho IDB 1.700 tỷ đồng, khoản vay để chuyển nhượng 5 lô đất thuộc dự án khu phức hợp, thương mại và dịch vụ, cao tầng, tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Đến ngày 24 tháng 2, ông Trầm B và con trai Trầm Khải Hòa có đơn xin từ nhiệm các chức vụ tại Sacombank. Ông còn có một con trai tên là Trần Trọng Ngân, từng bị gã giang hồ Bình Kiểm, tên thật là Phạm Đức Bình, bắt cóc vào năm 2005. Đòi 10 triệu USD tiền chuộc mạng. Ông Trần B là người gốc Hoa, tham dự đầu tư và trở thành thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Phương Nam vào năm 2004. Đến giữa năm 2012, ông và một loạt lãnh đạo từ Southern Bank trúng cử vào ban quản trị và điều hành Sacombank. Sau đó, ông làm phó chủ tịch Sacombank. Bắt ông Trầm B và 15 người liên quan sai phạm ở 4 ngân hàng. Trong số 16 người bị bắt, có những sai phạm tại Tiên Phong Bank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng có ông Trầm B, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank. Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng C46 Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng Tiên Phong Bank, Sacombank, BIDV và Ngân hàng Xây dựng. Theo kết quả điều tra và chứng cứ thu thập ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 25 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 người trong số này. Bộ Công an cho biết ông Trần B, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank và nguyên Tổng Giám đốc Sacombank Phan Huy Khang, 44 tuổi, nằm trong danh sách những người bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 1 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can, đồng thời điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo quy định pháp luật.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trầm B và các đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2013, ông Danh đã trực tiếp gặp ông Trần B, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank, đề nghị cho vay tiền. Do Phạm Công Danh không thể vay tiền, do là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng, nên Trầm B đã đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại Sacombank. Sau đó, ông Trầm B trực tiếp dẫn Phạm Công Danh sang gặp Phan Huy Khang, thành viên Hội đồng Tín dụng, Tổng Giám đốc Sacombank và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỷ đồng. Để gấp rút vay tiền, cấp dưới của Phạm Công Danh gấp rút mang 6 bộ hồ sơ pháp nhân cho 6 công ty đến Sacombank làm thủ tục. Theo xác minh, 6 công ty này do Phạm Công Danh lập ra, người đứng tên giám đốc đều là lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị của tập đoàn Thiên Thanh. Liên quan khoản vay này, cơ quan chức năng xác định Sacombank vi phạm một số quy định về việc cho vay như thẩm định nguồn vốn, thẩm định nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay, cũng như khả năng hoàn trả nợ vay. Ông Trầm B sinh năm 1959 tại Trà Vinh là một cử nhân quản lý doanh nghiệp, trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank. Ông Trầm B từng giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam Southern Bank. Tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo về việc chính thức chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông B và con trai tại Sacombank.